mật khẩu an toàn. Đã xong. Tiếp theo là đặt mật khẩu cho cửa. Đã cập nhật mật khẩu mới. À, các con, các con đã nhớ mật khẩu cửa chưa? Giờ thử xem nào. Vâng ạ, vâng ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mở ra. Yay, cửa mở rồi. Anh Ngỗng, mật khẩu cửa nhà anh quá đơn giản và dễ dàng bị phá. Các cháu cũng không được cho bất kỳ ai biết mật khẩu cửa nhà mình nhé. Rất nguy hiểm nếu bị người xấu biết được. Cảm ơn đã nhắc nhở chúng tôi. Tạm biệt. Vậy để ba đổi mật khẩu cửa nhé. Để ba nghĩ xem nào. À, ba biết rồi. Đã cập nhật mật khẩu mới. Các con đã nhớ mật khẩu mới chưa? Vâng, con nhớ rồi ạ. Ngoan lắm, chúng ta vào nhà thôi nào. Quá cửa tự động à? Vậy hãy xem, máy giải mã của ta đây. Mật khẩu gì mà dễ đoán quá vậy? Dễ như ăn kẹo. Vụ này bội thu rồi. Ôi không, sao lại có hồ nước ở đây chứ? Mọi thứ mình lấy đều bị mất hết rồi. Ở đây có một cái khóa tự động nữa này. Không có cửa tự động nào mà ta đây không phá được. Giải mã không thành công. Cái gì? Không thể nào, một lần nữa. Trời ơi, mình không thể phá được cái khóa này sao? Mình phải trốn. Về nhà rồi, chúng mình mở cửa thôi nào. Đội hình mở cửa, mật mã là... Mình phải nghe trộm mới được. Này nhỏ thôi. Ui không, mình chẳng nghe được gì cả. Phải nhìn lén mới được. Bị che mất rồi. Ôi không, mình chẳng nhìn thấy gì cả. Không có mật khẩu nào mà ta không thể phá được. Vợ cháu đây. Cảm ơn ạ. Các cháu thân yêu, hãy tham gia giải đố nhé. Sẽ nhận được phần quà là kẹo mút đặc biệt. Wow, kẹo mút. Đầu tiên là chọn nối số nhé. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi. Màu sắc của quả chuối. Đang ạ. Đúng rồi. Yeah. Mật khẩu nhà các cháu là 1, 1, 5, 5. Dừng lại. Chúng ta không được cho ai biết. Đúng rồi, đây là bí mật. Chúng cháu không chơi trò này nữa đâu ạ. Chào cô. Này này, đừng đi. Suýt nữa thì được. Mình sẽ có một phương án khác. Chờ đấy. Ai thế ạ? Xin lỗi, cô đang làm gì ở đây ạ? Cô đến từ công ty ổ khóa tự động. Cô đến để kiểm tra độ an toàn của ổ khóa nhà các cháu. Các cháu có thể cho cô biết mật khẩu được không? Mật khẩu á? Phải làm gì đây? Chúng ta nên nói cho cô ấy biết được không? Không biết mật khẩu thì cô không thể kiểm tra độ an toàn được. Nhà các cháu có thể sẽ bị trộm đấy. Cái gì? Bị trộm á? Vậy thì chúng ta phải nói cho cô ấy biết. Là 1, 1, 5, 5, 6, 6, 5 ạ. Hóa ra là vậy. Tốt lắm. Ổ khóa của các cháu rất tốt, yên tâm nhé. Yeah, tuyệt quá. Kìa vì sao đêm lấp lánh ơi. Ta đây sẽ ăn trộm tất cả. Lạ thật, sao cửa kia lại để mở nhỉ? Mau kiểm tra xem. Cảnh sát! Phải trốn ngay!
thật là bừa bộn quá. Anh Ngỗng, cảnh sát trưởng Lamparado, anh làm gì ở đây vậy? Chúng tôi đang đi tuần thì thấy cửa nhà anh mở toang. Có vẻ như căn nhà đã bị đột nhập. Cái gì cơ? Nhưng chúng tôi chắc chắn đã đóng cửa cẩn thận rồi mà, làm sao mà có trộm được? Bọn con gặp cô của công ty cửa hôm nay, và cô ấy đã hỏi bọn con mật khẩu cửa. Vâng ạ. Có vẻ như cô ta là kẻ trộm. Dobby, Pavilion, mau lục soát ngôi nhà. Vâng. Sếp, tôi không tìm thấy tên trộm nào cả. Liệu có phải hắn trốn rồi không? Không có gì lạ ở xung quanh ngôi nhà cả. Hả? Không phải ngôi nhà đồ chơi này vừa nãy ở kia à? Và ống khói sao lại có đuôi thế kia? Các người tìm thấy ta rồi, nhưng các người sẽ không bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đây đâu. Lại là Linh Dương đuổi theo cô ta. Mọi người cẩn thận đấy. Dừng lại. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu nhà các bạn lắp cửa tự động, hãy nhớ không được để cho người lạ biết được mật khẩu nhà mình. Nếu kẻ xấu biết được mật khẩu nhà các bạn, họ có thể đột nhập vào và điều này rất nguy hiểm. Hãy ghi nhớ điều này nhé.